Rồi xin chào mấy anh em ha. Thì nói chung sáng giờ ngồi làm để hai cái lưỡi này cho ông khách. Ông khách này nói chung là ông biết mình, ông biết mình chuyên cái làm lưỡi rất là dữ, nên ổng mà kêu mình đích thân mình phải làm. Lâu ngày làm lại cực quá, nói chung cũng đuối. Giờ thợ làm không à. Thợ làm bán chịu mới chạy mới thổi, hai ba thợ làm mới nổi. Thợ thì mình đào tạo chuyên nghiệp ha. Chung thợ thì bên mình cũng ok. Làm xong hai cái lưỡi này nè. Mới rửa nước rồi sạch sẽ lại nè. Một cái lưỡi ói với một cái lưỡi ói với một cái lưỡi chiến cùa lai nghe anh em. Hai cái lưỡi kéo. Này lưỡi này vừa kéo vừa giật luôn. Ha. Lâu ngày không mấy ba cái không kéo ba cái lò xo đuối luôn. Nhờ là cái cọng này á là mấy thợ làm rồi nó kéo rồi mình đưa mình uống mình mài đó. Thợ cách mình cũng mấy cây số mà phải chạy đi lấy cộng gì là gửi cho ông anh này ở mà Long An nha. Hai lưỡi cầu của Long An nha. Làm cái lưỡi hai cái lưỡi này thôi nha, không tôi không làm cho ông ở đâu. Tôi mua thì thợ làm nha ông anh ruột ơi. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Cảm ơn anh em tin tưởng và ủng hộ nha. Thì một cái lưỡi này là 200.000 anh em, chứ bao gồm phí vận chuyển nha, phí vận chuyển 26.000. Rồi xin chào mấy anh em ha. Rồi anh em xem kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha anh em.